mình là cũng một nạn nhân của ổng, nhưng mà mình biết ổng là cái người là không có chữa bệnh hết rồi, mà mình nếu mình nói lên thì mình cũng đâu ai tin mình lúc đầu hay gì lúc đầu á, lúc mà đi chị về rồi đó nha. Thành ra rồi thôi, rồi bảy cũng dần dần rồi thôi, rồi bảy nói thôi đi kệ đi, nếu mà bao nhiêu người khác mà chị thì chắc có lẽ cũng như mình thôi, người ta về người ta câm nín, rồi người ta nín lặng luôn, rồi như mình thôi chứ cũng không có là không có hết đâu. Bảy nói là không có hết đâu, bởi vì đi về đây thì như mình đi bên đi chị ổng nè, thì ổng nói trên chảnh thì ổng nói hết chứ, nhưng mà về đây họ mình không hết, không lẽ mình đi lên chảnh mình kiếm ổng mình đi thường không yeah. Chứ bạn bè đồ, nhưng mà một khi mà bảy lên tới chảnh rồi là gì là bị tiệt vọng, nói chung bảy tiệt vọng 100% luôn. Bởi vì sau này kêu bảy đi mấy lần bảy không có đi nữa yeah. Chứ còn lúc đầu mà nói là lúc mà chưa đi gặp ổng nha, mà tới cái ngày mà gặp ổng nói bây giờ bảy đi lên rồi bảy gặp ổng đi, bảy có thể phải tốn 50 triệu 30 triệu gì đó, bảy sẵn sàng bảy đi hỏi tiền nóng bảy đi đó. Nhưng mà nói nào ngay con tiền này thì nó nói là ổng làm từ thiện, rồi mình cũng đi một lần rồi đi về, rồi sau rồi bắt đầu là kêu mới đi, nó mới không có đi, bởi vì mới thấy là nó không có sự thật, cái đó là nó thiệt luôn. Dạ thì ngay cả những gì mà như gì chia sẻ, tại vì trực tiếp đi vào đó gặp được ổng, xong rồi ổng trị bệnh như thế nào thế nào thì những người ở ngoài nó không biết đâu gì, thường thường xem được chỉ biết là trên những cái trên mạng hay là những cái tốt thì đó à. Rồi mình mới thấy, mình coi mà mình gặp ổng đi nước này nước kia nước nọ, mình mới nói mình có bây giờ mình có là một cái là cỡ nào mình cũng không có thể nào mình gặp được ổng đâu, trừ trường hợp mình là một đại gia là mình có tiếng dạ. Hoặc là thí dụ như là mà ông chủ tịch, ông bí thư tỉnh hoặc là này kia kia nọ có thể là liên hệ với ổng được thì mới là được, chứ còn nếu mà một người dân bình thường như mình không dễ gì gặp. Nhưng mà cái đây là một cái duyên mà cho mình gặp ổng được một lần, là cũng như mình cũng mãn nguyện là cháu mình nó như vậy rồi mình không lo được thì mình cũng mãn nguyện là khi mình đã gặp được ổng rồi, bởi vì mình gặp được ổng mà bây giờ là nó như vậy rồi dạ. Chứ là có một lần kia phải đi ở tới ở dưới mà gạch góc ở dưới ông cái ông bảy gì mà ổng cũng bất quyệt, ổng chỉ bệnh đó, là ở Cần Đước nè, là cái nơi của ông Vỗ Hoàng Yên đó, ổng mới nói là Vỗ Hoàng Yên kêu ổng bằng cậu. Ông mới nói trời ơi cái thằng Yên đó mà nó có làm ăn nên cái tích sự gì, hồi đó nó ở đây nè, nó có ra cái hệ thống gì đâu mà giờ nó nổi tiếng gì, là chẳng qua là nó cũng như nó lừa đảo còn này kia, nhưng mà ổng nói mà mình không có tin, là cách đây là 4 năm rồi đó, nó có tên tuổi mình lên nó nổi tiếng gì thôi, chứ thật sự là không ở quê của ổng là người ta đã biết rồi hay? Quê ổng là cái ông bảy mà hồi đó là bảy đi xuống dưới mà bảy ở dưới nửa tháng trời dạ. Đặng mà chị bệnh trần của anh này, nhưng mà chị cũng đâu có hết, nói nào hôm nay đi người ta cái đó là người ta chỉ là hẳn hồi là người ta bấm nguyệt rồi xong rồi người ta mới tập cái vật lý trị liệu là cho nó dò cẳng này nè, rồi cũng như là mới cho nó uống thuốc nữa, thì thấy bảy thấy ở dưới nửa tháng mà mới mướn nhà trọ rồi ở rồi ăn uống rồi tiền mà chị bệnh chỉ cho nó là cũng như bấm nguyệt thì là một ngày như vậy 2 buổi là 120 ngàn, còn giác sáng mà ổng mà tập mà cũng như là cái ổng gà lên trên đầu là cái nó nói mình kêu không cái gì có cái máy gà trên đầu, rồi ổng cho thuốc uống nó là 60 ngàn nữa, là coi như là một ngày là 180 180, mà trong khi đó là tiền mướn nhà trọ là một ngày là 70 ngàn, là cũng như là 250 250, cái tiền ăn uống hà tiện đó là một ngày cũng 100 ngàn đó yeah. Là 350 ngàn, nói tóm lại là một ngày là 350 ngàn, mà bảy ở dưới cũng gần nửa tháng lận, nhưng mà thấy nhỏ nó không có biến chuyển gì hết, được đi về rồi bảy về rồi sao bảy nói là bảy xuống, nhưng mà là bảy không có xuống vì thấy nó không có thay đổi, chứ nếu mà mình đeo mà có nửa tháng trời mà nó thay đổi thì nó cũng 10 phần, nó cũng 100 phần, nó cũng giảm được 1 phần, thì còn 99 phần còn hoàn toàn nó không có thay đổi, là mình biết đó là người ta cũng muốn trị, nhưng mà là cháu mình nó bị cái bệnh đó rồi là mình đã biết trước rồi, mình cũng có cái tâm lý rồi, thì đi mai thầy phước chủ lỡ hết có khi hết thì hết, không hết thì thôi, nhưng mà đi rồi thì không hết thì thôi. Cái đó là bà con với ông Yên hay sao? Bà là ông Vỗ Hoàng Yên kêu cái ông bảy này là bằng cậu. Chị ha, vậy chính ông cậu này nói. Ông cậu này ông mới nói ra cái thằng Yên này mà nó làm nên cái tích sự gì. Là cái đó là chính lời của cậu, là anh bảy này anh nói đó nha. Dạ. Là ông mới nói là hồi đó nó ở đây chứ đâu. Nó làm hả có cái gì về đây hả, nó chỉ có ai mà hết đâu mà bây giờ nó nổi tiếng là chẳng qua nó đăng lên trên mạng trên clip thì nó làm vậy thôi, còn cái ông bảy đó thì mình thấy giấy khen của ổng, ổng treo giấy khen mà ổng làm được cái thành tích, bởi vì ổng làm ở bên
bên cái gì y học cổ truyền mà ở tỉnh Cà Mau á, là ổng nhiều bằng khen lắm, ổng keo dài 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 gì nè, bây giờ ổng gì hô thì ổng mới làm ở ngoài, cũng như giờ ổng làm tư ở ngoài vậy đó. Thì mình đi xuống dưới thì mình làm vậy thôi, chứ còn ổng nói ông thằng gió bằng yên, thằng yên đó mà nó làm nên cái tích sự gì mà cũng như là nói nó rồi bảy mới kể là cũng như vậy. Sao em thấy làm ổng làm hay quá anh bảy ơi, em cũng thần tượng ổng ghê, nhưng mà mình dễ gì mình có cơ hội mình để mình gặp ổng. Nó là nói rồi thì cũng không bao lâu rồi bảy đi về, chị bệnh trong bên nó dưới Cà Mau đó, là bảy gặp anh bảy đó đó, là xong rồi là bảy mới đi về. Miễn mà nội nói mà còn nội đánh không đó, là bảy mới đi về thì đâu chừng 5-6 tháng đâu cũng cỡ năm sau à, là năm ngoái đó, là bảy mới đi lên trên chảnh, là bảy gặp ổng trên chảnh đó, rồi đi về rồi bảy tiệc ổng luôn, rồi thôi bảy nói thôi bây giờ cháu mình đó thì mình biết cái bệnh đó rồi, thì bây giờ mình có đủ cái tâm lý để mình chuẩn bị cho nó dần 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 dần, rồi một tuổi, 2 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, thí dụ nó còn sống với mình tới đâu thì mình cứ lo tới đó. Còn bản thân của mình đó, mình còn sống mình lo được cho nó tới đâu thì mình lo, nếu một ngày theo ông theo bà thì nó cha mẹ nó lo, còn bây giờ con biết không đi đâu thì cũng ẩm không à, từ đây nó 7 tuổi rồi mà từ đây đi ra ngoài lô thì cũng ẩm, nhưng mà ẩm ra ngoài đó, thì nó nằm nó chơi đã đời rồi, nó ngồi nó bấm điện thoại, tại bữa nay không có nó nhà chứ nó có nó nhà rồi, con thấy cái mặt nó sáng ghê lắm, nó giòn cưng lắm luôn, nhìn thấy ở trong, nếu mà con nhìn chụp qua hình đồ này kia là con không có biết nó người bệnh. Mà nó khôn lắm, nó giữ của giữ lắm luôn, mà chỉ có cái não thất của nó bị giãn thôi, là cái cơ của nó là nó không có hoạt động được. Còn cái thần kinh mà về mà nó hiểu biết rồi này kia kia nọ là nó vẫn bình thường. Nó rồi từ đó rồi tới giờ rồi thôi, là chỉ có một cái là cái thông tin này đó là bảy biết, bảy coi lên trên clip cái rồi cái bảy nó nói là mình là cũng một nạn nhân của ổng. Nhưng mà mình biết ổng là cái người là không có chữa bệnh hết rồi, mà mình nếu mình nói lên thì mình cũng đâu ai tin mình lúc đầu hay gì lúc đầu á, lúc mà đi chị về rồi đó nha, thành ra rồi thôi rồi bảy cũng dần dần rồi thôi, rồi bảy nói thôi đi kệ đi, nếu mà bao nhiêu người khác mà chị thì chắc có lẽ cũng như mình thôi, người ta về người ta câm nín, rồi người ta nín lặng luôn rồi như mình thôi, chứ cũng không có là không có hết đâu. Bảy nói là không có hết đâu, bởi vì đi về đây thì như mình đi bên đi chị ổng nha, thì ổng nói trên chảnh thì ổng nói hết chứ, nhưng mà về đây họ mình không hết, không lẽ mình đi lên chảnh mình kiếm ổng mình đi thường không? Mà khi mà đi thường ổng đi gặp ổng á thì cũng đâu có ai mà đi đăng lên cái clip bây giờ bà này phải làm giả dỗ người yên đâu. Đăng lên là còn những cái tốt, hay những cái tốt cho ổng, những cái ưu tiên cho ổng, những cái ưu điểm cho ổng, chứ còn hoàn toàn là những cái nhược điểm là hầu như là không ai có. Hiện như không gài những cái tin thông tin trên mạng như đó, như gì thấy là cũng có trùng hợp với cái hoàn cảnh mà gì chị bệnh trực tiếp trên đó. Đúng rồi, trùng. Rất là trùng luôn. Trùng luôn, trùng nhiều luôn. Tại vì những cái mà làm là coi như là không có, là không có, còn cái mà cái đợt mà nói là cái đoàn của ông Võ Hoàng Yên thì mình nghĩ là đó là cũng một cái sự tổ chức, cũng một sự sắp đặt. Trong cái nhóm. Bảy nói là thật sự luôn, bởi vì ở nhà chùa Vĩnh Hiệp ở dưới ngã bảy đó, là người ta vẫn tung lên trên mạng, người ta tung lên là mình tới chùa Vĩnh Hiệp là cái ông Võ Hoàng Yên gì thì mình mới biết, là mình mới đi xuống dưới, là coi như là tung lên là chỉ có bữa đầu tiên, rồi qua bữa sau là coi như là mình coi lên đó là gần 2.000 người đăng ký, rồi 2.000 bệnh nhân đăng ký. Mà gì đó là những người đó mình có biết không, ở gần đây không gì, hay là những cái người là chị bệnh là những người lạ xa lạ ở đâu không? Những người xa lạ. Còn con bé Hạnh này thì nó nằm ở, nó nghe nói là ở Cần Thơ, Bình Thủy gì, nhưng mà có một cái là nằm bệnh viện chung. Rồi thành ra bây giờ nó về thì mình cũng không biết nó nhà nó ở đâu, mà mình không biết là bây giờ nó làm sao, tại vì chị thì cũng năm mấy 2 năm nay rồi. Nó là bảy chỉ biết là bao nhiêu đó đó. Còn cái ông chị bệnh mà chị cho cái ông thầy mà thích minh giác á, là ở trên núi Vinh đó, anh Chảnh á, là con tiền này nó gành lắm nè, con tiền mà nó bán giao cải này nè, là nó biết cái ông thích minh giác này, là nó là đệ tử của ông thích minh giác đó. Mà bây giờ thì cũng không biết là cái bú của ổng nó còn hay là nó hết hay là sao thì bảy cũng không biết, bởi vì khi chị về rồi bảy á, thì bảy về dưới này, rồi còn ông thầy á, thì ổng đi về trên chùa của ổng. Rồi mình cũng không có liên lạc tới, bởi vì mình cũng không phải là đệ tử của ổng, cho nên là mình cũng không có tới lui. Nhưng mà con tiền thì nó có tới lui đó, mà mình cũng không biết là nó ổng hết hay là không hết. Nhưng mà ông thích minh giác á, thì hầu như là ông thầy Hoàng Yên đó là ổng cũng ân ái ổng cũng ái mộ ông thầy thích minh giác nó lắm, là tại vì nghe là đâu là ông thầy
ông Hoàng Yên này với ông Minh Giác này đó là hai người cũng như là có một cái cộng dây nối liền gì á, là cái chuyện tu tập hay là cái chuyện như là dạ cũng có quen biết không quen lắm. Biết hay là gì á, gặp nhau thì cũng liền nở, cũng vui vẻ rồi cũng ấy lắm nó là cũng như là thì trong bữa nay đó là bảy là chỉ biết là trong cái cũng như là cái tiểu sử mà của ông Hoàng Yên thì bao nhiêu là bảy chỉ biết dạ. Bao nhiêu đó thôi chứ còn cái chuyện khác nữa thì mình không có biết. Thì tại trực tiếp gì đi chị bệnh cho cháu mình chị biết thế nhưng sao gì chia sẻ lại cho mọi người. Nói cái chuyện mà như ổng mà mua phiếu ăn mua phiếu mà một phiếu mà mấy triệu đồ này kia đó. Là cái đó là mình không có biết, nhưng mà nói cái đòn của ổng mà đi về đó là chị ở tại chùa thì không có ăn tiền. Nhưng mà chị ghiêng ở ngoài. Chị ghiêng ở ngoài là mẹ con bé Hạnh đó là nói là một buổi tối mà ổng đi lại nói ngủ muốn khách sạn nào dưới ngã bảy đó không biết nữa. Cái nhà trọ nào đó nhưng mà tối đó là ổng đi lại đó rồi ổng mới bấm nguyệt cho bé Hạnh là một buổi tối là 500 ngàn, là đó là mẹ của bé Hạnh nói đó nha. Rồi hỏi chứ rồi dì Bảy cũng như ổng có đi về ổng bấm cho coupon không, Bảy mới nói không, Bảy chị rồi rồi Bảy đi về trên nhà chển luôn mà thành ra ổng đâu có lên chển. Nhưng mà theo mà mình á, mình lúc đó mình cũng đường xa rồi người ta không có đi, chứ theo mà người ta mà có cái điều kiện mà người ta lên tới đây người ta bấm cho cháu mình thì chắc có lẽ mình ấy cũng phải làm đấy. Để thử coi coi sao đi lên không biết không đi lên mà nói. Rồi ổng lật cái áo lên, ổng lấy cái cây cũng như là cái kiểu như cái cây kim chích chích chăm gì nè cho nó chỉ máu ra ở đằng sau lưng gì nè, đâu chừng cũng có 20 cái gì đó. Rồi nhỏ đi về thì chứ ảnh nhỏ về thôi chứ còn là về tới đây là cũng 2-3 giờ chiều gì đó, là mệt đuối người luôn, đói cái bằng đói lã người luôn, chen lấn hay gì chen lấn luôn đó mà không có được gì hết trơn. Là cái đó là nó là cái đợt con nhỏ Hoàng Yên đó là nó là lính của ổng chứ còn không phải là bán phiếu cho bán phiếu thì mình không có thấy. Nhưng mà khi đăng lên trên mạng này á là mình mới nghe nó cái vụ mà bán phiếu đồ này kia thì cái đó là thực chất á thì bữa đó mấy đi là không có tốn tiền. Nhưng mà có một cái là mình không có đặt lòng tin, là một cái là khi mình thấy làm là nó qua lo nó chỉ được chừng 10 phút đồng hồ chứ nhiêu, bẻ cái này rồi ổng nắm ổng kéo, ổng nắm ổng kéo cái này ổng bóp cái này của nhỏ rồi thì nó không đứt mà, thì ổng kéo ra gì thì nó khóc thấy bà nội rồi, rồi ổng kéo bên đây một cái rồi ổng kéo lử một cái là rồi đó. Con cảm ơn chị rất là nhiều ha, đã chia sẻ cái thông tin của ông Võ Hoàng Yên để cho mọi người biết một ít. Coi như hiện tại đang mọi người đang tìm hiểu thêm những cái thông tin những người bệnh đã đi trị bệnh của ông nó khỏi hay không. Không có khỏi. Nó bình thường, bây giờ là nó như là bình thường, nhưng mà bác sĩ người ta cho biết là đã biết từ lúc đầu tiên, bác sĩ là từ lúc đầu tiên, từ khi mà 9 tháng là đi ra bác sĩ Khánh đó là ổng cho biết là nó không đi được. Chị thì chị vậy cho nó cái cơ của nó là cho nó nhẹ vậy thôi chứ còn không đi được. Dạ thì cũng cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ thông tin rất là bổ ích. Vậy thì cũng như ở đây thì cô cũng thay mặt với cô Hằng gì đó nhờ á, cô lên trên cái clip này á, cô mới là mới biết hiểu được cái chị bệnh của ổng chứ không thôi mình cũng mơ hồ không có dám nói ra, nhưng mà là cũng trong lòng á thì nghĩ là ổng không có chị bệnh hết nhưng mà là không có dám nói ra thôi. Nó vậy đó. Thì bởi đợt này muốn mọi người muốn ai cũng muốn làm cho nó rõ sáng tỏ cái câu chuyện gì. Cho nên thu thập thêm những thông tin mới nhất về cái việc mà ông Yên nó trị bệnh như thế nào, rồi kết quả nó có hết hay không. Thì hôm nay dì chia sẻ gì con cảm ơn rất là nhiều ha. Rồi cảm ơn dì. Gửi cho ổng ở trong nhà đó đó mà mấy tháng rồi đâu, cả năm trời gì rồi đó mà ổng chưa về tới đó, là cái bữa đó là mới về tới đó, là bữa đó là bảy mới mướn xe 7 chỗ mới đi đó nha. Là đi lên là coi như là nội mà ổng thảy xuống nặng kêu đem gì này cho từ thiện thì biết cho ai bây giờ, mới đem vô trong trại tâm thần, ông chổng thảy ông chổng là 10 mấy thùng đó. Coi là cũng có gửi có gửi gì à, làm ba cái mì đó đó, mì mà mì cũng như còn hết đát rồi, nó cũng hết hạn sử dụng rồi, nhưng mà mình cho mấy cái đó là trong trại tâm thần người ta ăn cho mấy người bệnh người ta ăn. Thôi là gì thì mình đem vô chổng, người ta có cho ăn không cho ăn thì thôi, chứ bây giờ ổng kêu mình chở đi thì mình chở đi chứ sao giờ. Ổng nói đi đâu cho cũng như cái kiểu như là đang giải tỏa mà giải tỏa cho nó hết ba cái phần mà ở trong cái nhà của ổng mà nó tùm lum vậy đó. Trời ơi, mì coi như là mì để lâu hết hạn. Mì để lâu hết hạn rồi. Cho mấy bà con mình đem cho những người khác. Là cái ổng kêu đó là bữa đó chở về cái bị gì chiếc xe 7 chỗ mà đi có 4 người hà. Rồi thành ra là còn nguyên một cái thùng ở đằng sau, rồi chất ở đằng sau nữa, là tính bữa đó là cũng 9-10 thùng gì đó. Rồi chở về rồi cho rồi tới chừng đi về rồi bảy mới nói với thằng Tâm là thôi
tao nói tới ổng là tao thấy không có lại gì hết trơn trời. Rồi thôi rồi thôi rồi tới chừng cái ra cũng không có bao lâu cái mấy cái đợt mà ổng đi về ở Cầu Trắng với Cầu Trắng mình nè, là vừa về ở chùa Cư Sĩ hay là ở đâu nghe có Út Gọn nó mới nói là gì ở đâu Cầu Trắng nè, mà trong về xe 16 chỗ của ổng đó là ổng làm trong vòng có 1 tiếng đồng hồ là đi rồi, cũng như là những cái thân nhân, những cái bệnh nhân mà nào mà cũng như ổng cần làm đó là ổng làm. Út Gọn mới nói là phải em biết con của chị vậy em dẫn đi, cái chị mới nói là cái bảy mới nói gì nè, thôi bảy đã đi rồi, đi mấy lần hay gì bảy đã đi rồi rồi thôi bảy không có đi nữa, tại vì con nó bị bẩm sinh rồi không có hết đâu. Mình chỉ trả lời với người ta là nó bình thường vậy thôi, chứ còn mình không lẽ mình nói tiếng rồi trời ơi đi lên tới ổng rồi bảy không có hy vọng gì ổng đâu thì mình không có nói gì. Rồi cái lần sau đâu cách đây mấy tháng nay gì nè, mới có 5-6 tháng nay vậy ạ, là nói 5-6 tháng gì chứ hình như là chắc là trước Covid hay gì á. Rồi cái mới đi về ở Gạch Gòi, ở đâu bên Gạch Gòi nè, rồi mấy người đó cũng kêu bảy đi muốn gặp ổng á, thì cái giấc 11-12 giờ khuya dễ gặp ổng lắm. Trời ơi, 1-2 giờ khuya có như là hẹn duyên hay sao vậy? Thì bảy nói vậy mà, dạ, mà người ta lên tiếng cho mình vậy, nhưng mà bảy nói thôi, bảy không có đi nữa. 11-12 giờ khuya là chỉ có dắt nó là mày gặp giờ duyên thì mày có tiền thì mày mới gặp, chứ còn nếu mà bình thường mà mình không tiền đi vô ai làm từ thiện, dạ, cho mình. Cái đó là giờ làm việc riêng, nó lo tiền, nó có tiền hết. Rồi bảy mới nói thôi mày không đi nữa, tại vì mày đi rồi nhưng mà mày biết bo nó không có hết đâu, tại vì bác sĩ là bó tay rồi, ông bác sĩ Khánh là ổng trưởng khoa ở trên mà cái khoa thần kinh ở trên Sài Gòn Nhi Đồng 1 đó, là ổng nói là bé thì đi chỉ có đi gì thì uống thuốc hàng ngày, nhưng mà giờ thuốc thì vẫn có, tối một ngày nào cũng phải tối một cử nó uống là 2 viên cái thần kinh của nó, cho nó bị cái cơ của nó đừng có bị cứng đó, yeah. Với một cái gì một trăm năm mươi mi li mà cái chai mà thần kinh mà uống cho nó đừng có bị mà co giật đó, là cái đó đó là hầu như là đêm nào cũng phải có uống, mà nếu đêm nào mà nó không có uống là nó khó chịu. Đó. Những ngày hôm nay như gì có xem được cái thông tin trên mạng xã hội như cái gì ông Võ Nguyên không gì? Có rồi, mấy bữa nay bảy cũng không biết nữa, nhưng mà bảy biết bảy mới coi là bữa ngày bắt đầu ngày 3 tây tháng 3 cho tới bây giờ thôi, coi là cái vụ mà bà Nguyễn Phương Hằng mà lừa đảo bà Nguyễn Minh Giạc, bà Nguyễn Phương Hằng đó, rồi bảy mới coi hết những cái clip, nhưng mà coi qua rồi rồi mới coi lại cái quá trình của ổng điều trị, rồi mới coi qua một cái mà nhìn qua mà bà Nguyễn Phương Hằng mà bà kể lên một cái gì đó, bởi vì bà Nguyễn Phương Hằng bà mới nói là bây giờ nếu mà những người nào mà đứng bà cho hai phía chọn lựa, chứ không phải là bà nói riêng một mình bà đó, bà có bà Nguyễn Phương Hằng bà có nói đó, nếu ai mà người nào mà chỉ bệnh mà hết thì lên tiếng giùm cho ông Võ Hoàng Yên đang lấy lại cái sự công bằng cho ổng, nhưng mà bà thấy không hết, bà thấy không hết được thiệt, tại vì cô biết không, bảy thần đầu tiên mà bảy lúc mà bảy chưa đi là bảy thần tượng nó ghê lắm, lúc nào tối nào bảy cũng bắt lên cái clip của ông Võ Hoàng Yên coi đặng chị bệnh, rồi coi mình coi nào mình nói là mình cũng cầu nguyện trời Phật cho một ngày mình gặp ổng được ổng với đặng cho cháu.